Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi thăm một ngôi làng Trình Tường của vùng miền núi huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Đây là ngôi làng mà có rất là nhiều các cái ngôi nhà Trình Tường. Vậy thì tại sao lại gọi là nhà Trình Tường? Là bởi vì những ngôi nhà này tường được làm bằng đất mà người dân thường hay nói là Trình Tường. Các bạn nhìn thấy các ngôi nhà ở đây mái truyền thống thì lợp bằng gỗ. Tuy nhiên thì hiện nay thì mọi người đã lợp mái bằng fibro xi măng hoặc là lợp tôn để cho mưa gió đỡ ảnh hưởng. Tuy nhiên tường thì vẫn đang được trình bằng đất. Những cái tường ở đây thì rộng phải đến 30 cm. Và những ngôi nhà này thì ấm áp vào mùa đông cũng như là mát lạnh vào mùa hè. Các bạn nhìn thấy đây. Bà con cũng đã cải tiến cách tân bằng cách là lắp thêm cửa xếp vào ngôi nhà chỉnh tường. Còn bình thường, thông thường sẽ là cửa gỗ. Nhà em này thì ở ngay gần cái khu trung tâm nhà văn hóa của xóm. Đây là một ngôi nhà phục vụ du lịch cộng đồng. Một ngôi nhà lợp mái fibro, còn ngôi bên kia là lợp bằng tôn thì cũng đỡ mưa gió và tuổi thọ nó cũng bền hơn, người dân cũng đỡ phải mất công dặm lại và lợp hàng năm. Nó cũng giảm các nguy cơ cháy nổ so với các cái ngôi nhà chỉnh tường được lợp bằng mái rơm. Đây là ngôi nhà mà đã đạt giải thưởng nhà du lịch cộng đồng. Các bạn nhìn thấy nhà chỉnh tường có những cái ô cửa sổ nó nho nhỏ, nó ở ngay bên vách thôi. Và kỹ thuật chỉnh tường của bà con dân tộc ở đây cũng rất là tốt rồi thì mới làm được những ngôi nhà chỉnh tường đẹp và bền như thế này. Những ngôi nhà này có lẽ là những người ở miền xuôi, những người mà không hay lên miền núi cũng rất khó tưởng tượng là tại sao lại có thể làm được ngôi nhà tường bằng đất mà lại vững chãi, kiên cố, đi theo năm tháng, theo thời gian. Đằng trước khu nhà thì phong cảnh rất đẹp, mây mù thường xuyên bao phủ. Chị chào em nhé. Nhà này không, dẫn cô xuống chơi một nhà nào. Nhà con đâu? Cửa đây. Thế à? Thế con
nhà ai nhà dưới này không? Có nhà bạn nào không? Không à? Thế dắt cô xuống nhà này chơi không? Đi. Đi. Just no video. Đi. 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 Đây. Đây đây cho em cái. Này con này. Đi, đưa cô xuống này chơi nhá. Đi. Đưa cô xuống nhà này nhá. Xuống đây nhá. Được không? Đi. Em chào chị. Có ai ở nhà không con? Có. Có à? Có bà à? Hay mẹ? Mẹ. Mẹ à? Nhiều trẻ con quá, quay trẻ con không được. Để cô vào trong này một tí nhá, các con ngoài sân nhá. Chị ơi. Chị ơi. Chị cho em quay nhà Trình Tường một tí nhá. Đây đi vừa chơi cùng với các cháu ở đây, các cháu đưa vào. Chị ơi, nhà Trình Tường này làm có lâu không hả chị? Cũng lâu đấy, không biết đâu. À là cái nhà này là bố mẹ làm hả chị? Chị ơi, cái nhà này cao như này là nó, chị có làm gác xếp không? Có làm một tầng bên trên không? Có. À có. À trong nhà có hai tầng ạ. Nhà Trình Tường này là phải trình bằng đất rất là lâu. Nhưng mà nhà này thì ấm vào mùa đông chị nhờ. Ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè. Và nhà Trình Tường của người Hà Nhì có cửa sổ và có một cửa vào như thế này. Trước khi vào nhà chúng ta sẽ qua hai bậc tam cấp. Nhà Trình Tường nhưng trong nhà đều được lắp điện. Bạn thấy đây là tầng 1. Và đồng bào Hà Nhì bây giờ cũng đã có tivi rồi. Tivi xem thời sự, cập nhật tin tức, học khoa học của tiến bộ kỹ thuật. Cháu chào ông ạ. Có gì à cô? Dạ. Cháu vào đây cháu đi tham quan ông ạ. Ông có bếp lửa ở đây ấm ông nhỉ? Có chứ. Vâng. Ông ơi, ông ngày xưa ông làm nhà Trình Tường này có lâu không ông? Lâu không ạ? À? Vâng. Lâu chứ, cả nhà cao như là hai tầng này là cũng lâu con đấy. Cháu thấy nhà ông nhà cao hai tầng như thế này là to cao đấy ông ạ. Các nhà khác thường hay làm một tầng ông nhỉ? Vâng. Dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 58 tuổi, sinh năm 1962. À, ông đang sinh năm 1962 ạ? Vâng. Dạ. Trên mái nhà nhà ông còn có sẵn điệu rổ giá để đi làm nương và cả củi nữa.
củi chất sẵn ở đây để khi nào mà cần đun bếp thì có thể giúp đó, ngay. Đây là khu vực bếp ăn và nấu bếp của bà con. Cái gian này bố trí này này, cái gian này người ta bố trí cái bếp thì bao giờ vẫn ở cái vị trí như thế. Thế vào giữa kia là giường của ông á. Còn bên ngoài này thì thường để ngồi ăn. Còn cái góc nữa, cái góc thì... cái trong này là cái buồng này. Đấy. Trong góc này hẳn một cái buồng á. Buồng này là buồng để đồ đạc đấy ạ. Buồng này để ở không? Buồng này để ở này. Còn chỉ có cái buồng bên cạnh này nữa, đi cửa hẳn cái cổng ngoài này nữa này. Còn hai cái buồng nữa. Cô này chưa biết. Đây giới thiệu cho bạn cô đấy rồi. À rồi, không rồi. Đây là trên tầng mái gác. Nhà này là nhà 2 tầng, có trần được lát gỗ. Trần được lát bằng những tấm gỗ như thế này, rất là chắc chắn. Và cầu thang để lên tầng thì là cầu thang tre này, lên trên tầng 2. Và đây là một cái buồng nữa, là cái buồng để đồ, làm nhà chỉnh tường thế này nên là trong nhà cũng khá là tối. Các bạn thấy cái tường ở đây, cái tường của người ta chỉnh tường cũng phải đến rộng đến 40 phân đây, rất là chắc chắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.